Tại vòng 9 LS V-League 1 2021, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở về sân nhà để tiếp đón đối thủ của mình là câu lạc bộ bóng đá Nam Định. Thoạt nhìn thì có vẻ đây là một cuộc đọ sức không đáng để nhắc đến, khi mà Hoàng Anh Gia Lai đang bay cao với vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng. Hơn nữa, họ đang bất bại 5 trận với 4 thắng và 1 hòa. So với phong độ của Nam Định mà nói, thì Hoàng Anh Gia Lai hơn một trời một vực. Nhưng ít ai biết rằng, trong quá khứ, cuộc đọ sức giữa hai đội bóng này đã từng mang đến nhiều câu chuyện lịch sử, những thứ hiếm xảy ra trong bóng đá chuyên nghiệp. Vậy điều mà tôi muốn bật mí cho các anh em là gì? Phần tiếp theo của video sẽ giải đáp những thắc mắc. Hãy like và ấn nút theo dõi để thưởng thức những video mới nhất của Nextsport nhé! Sân Nam Định từng khiến dàn sao của Bầu Đức khiếp sợ. Câu chuyện này diễn ra trong cuộc đối đầu giữa Nam Định và Hoàng Gia Lai của 18 năm về trước trên sân Chùa Cuối, tiền thân của sân Thiên Trường bây giờ. Đó là tại mùa 2003, thuộc vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Nếu thắng trận đấu này, đội chủ nhà Nam Định sẽ cán đích ở vị trí thứ 3, trong khi Hoàng Gia Lai mặc dù đã vô địch sớm một vòng đấu nhưng vẫn muốn giành chiến thắng trong ngày được trao cúp. Thời kỳ này, Bầu Đức đã không tiếc tay vung tiền xây dựng Hoàng Gia Lai thành một dream team với bộ ba ngôi sao người Thái là Dusit, Sakda và Kia Thế Sắc, cùng những nội binh chất lượng như Việt Thắng, Văn Đàn, Mạnh Dũng, Quảng Trãi trong đội hình. Năm đó, khán đài của sân Chùa Cuối với sức chứa 30.000 chỗ ngồi không còn một chỗ trống. Rất đông cổ động viên Thành Nam đã trèo lên cả giàn giáo để theo dõi trận đấu. Thậm chí, tình hình còn mất kiểm soát đến mức khi trận đấu đang diễn ra, hàng trăm khán giả đã tràn xuống sân vang tục, ném nhiều chai nước, vật lạ vào khu kỹ thuật của Hoàng Gia Lai. Sau trận đấu, ban tổ chức V-League đã quyết định phạt ban tổ chức sân Nam Định 20 triệu đồng. Lại nói về trận giữa Nam Định và Hoàng Gia Lai vào năm 2003, tỷ số chung cuộc là 3-2 nghiêng về phía chủ nhà. Vị trí top 3 là phần thưởng xứng đáng dành cho những cố gắng của đội bóng Thành Nam. Bởi Nam Định không phải câu lạc bộ mạnh mẽ về tài chính, sức mạnh của đội chủ yếu dựa vào chân sút chủ lực Achilefu vừa phá lưới của giải đấu năm đó. Tuy nhiên, sau trận đấu, có những nghi vấn cho rằng đội bóng phố núi sau khi đã giành chắc chức vô địch đã buông cho Nam Định để vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 3 là Bình Định. Trên sân hàng đẫy, mặc dù đại thắng chủ nhà Hà Nội ACB 4-1 nhưng chừng đó là không đủ để giúp đội bóng đất võ vượt qua Nam Định trên bảng xếp hạng và đánh cán đích với vị trí thứ 4. Về phần Hoàng Gia Lai, mặc dù mới thăng hạng nhưng với triết lý dám nghĩ dám làm, Bầu Đức đã mạnh tay đem về những sao đẳng cấp nhất tại khu vực thời điểm đó, và chức vô địch V-League 2003 là thành quả xứng đáng dành cho đội bóng phố núi. Thế nhưng, những gì xảy ra trên sân Chùa Cuối năm đó vẫn là một sự kiện đi vào lịch sử của V-League. Và bây giờ là lúc để bóng đá bắt đầu quay trở lại trên các sân cỏ Việt Nam để đánh dấu cho sự trở lại này. Đây là điểm xuất phát của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định. Đội bóng đã thi đấu hai vòng đấu đầu tiên. Trận đấu lịch sử của thế giới trong thời Covid. Nói là trận đấu lịch sử của bóng đá thế giới thời Covid có vẻ không sai. Lý do vì sao ư? Trong khi những giải đấu hàng đầu như Ngoại hạng Anh, La Liga hay Bundesliga vẫn đang phải tạm hoãn, thậm chí là thi đấu không có khán giả, thì tại Việt Nam, trận cầu giữa Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Gia Lai tại Cúp Quốc gia 2020 đã được tổ chức với 1.000 khán giả được vào sân theo dõi bóng đá. Thời điểm đó, nếu không tính giải vô địch quốc gia Belarus vẫn cho khán giả vào sân, thì trận đấu giữa hai đội vào mùa giải năm ngoái chính là trận cầu đầu tiên của bóng đá thế giới mà các cổ động viên được ngồi trên khán đài để theo dõi các cầu thủ thi đấu. Đây rõ ràng là một sự kiện lịch sử của bóng đá thế giới nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Nói cách khác, cuộc đối đầu giữa Nam Định gặp Hoàng Gia Lai trên sân Thiên Trường chính là nguồn cảm hứng cho các giải bóng đá hàng đầu được khán giả vào sân trở lại mỗi cuối tuần. Và cuộc đọ sức này đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Trên khán đài, các cổ động viên của hai đội đã tạo nên một bầu không khí hết sức sôi động. Những điều được coi là đã mắt cho khán giả trong giai đoạn dịch Covid-19 đang cực kỳ phức tạp. Dưới sân, hai đội cũng cống hiến một trận đấu cực kỳ mãn nhãn. Chung cuộc, Dược Nam Hà Nam Định giành chiến thắng 2-0 trước các vị khách nhờ những pha lập công của Raffenson và Mai Xuân Quyết. Dù kết quả có phần mang đến niềm vui cho các cổ động viên của Đống Thành Nam, nhưng những hình ảnh về một chảo lửa Thiên Trường sôi động sau nhiều tháng ngày yên ắng đã và đang trở thành ký ức khó phai với mỗi người hâm mộ. Đó là những điều thú vị về cuộc đối đầu giữa Hoàng Gia Lai và Nam Định trong quá khứ. Vậy còn tương lai, mà cụ thể là trận đấu sắp tới thì sao? Đầu video này, tôi có nói Hoàng Gia Lai đang có phong độ một trời một vực so với Nam Định. Tuy nhiên, đừng vì thế mà các em vội đánh giá đội chủ sân Thiên Trường nhé. Bật mí với các anh em rằng, Nam Định đã có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp ở mùa này trước các đối thủ như Topland Bình Định, Sài Gòn FC hay Sông Lam Nghệ An.
chuỗi thăng hoa của họ chỉ chấm dứt sau trận cầu 7 bàn thắng với Bình Dương, cụ thể là trận thua 3-4 trên sân Gò Đậu. Đội khách liên tục bị dẫn trước với khoảng cách 2 bàn nhưng vẫn chiến đấu đến những phút cuối. Tỷ số trận đấu đã nói lên tất cả và tôi tin đây vẫn sẽ là động lực để khích lệ tinh thần đội bóng Thành Nam trong trận đấu với đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai. Với Hoàng Anh Gia Lai thì anh em chắc đều đã biết 4 trận đấu gần nhất họ thắng Sài Gòn FC và Thành phố Hồ Chí Minh cùng với tỷ số 3-0, thắng Hải Phòng và Đà Nẵng cùng với tỷ số 2-0. Những chiến thắng này đã cho thấy phong độ tuyệt vời của Công Phượng và các đồng đội. Với những điều này thì cuộc đọ sức giữa Hoàng Anh Gia Lai và Nam Định sẽ ẩn chứa rất nhiều bất ngờ. Theo anh em, đội bóng nào sẽ nắm lợi thế trong cuộc đối đầu lúc 17 giờ ngày mai? Hãy bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên like và ấn nút theo dõi để thưởng thức những video mới nhất của Next Sport.